Chào bạn, xe cổ là đánh đổ dân chơi nè. Giới thiệu các bạn xe Bentley 175. Thì xe này chủ xe có mua cho mình được là hai cái bô, một cái bửng đúng hàng Nhật nha, với lại cái ba ga sau. Lát nữa mình quay cho các bạn coi đó. Thì xe này đang bị tình trạng là chảy sang mình sang con nè. Đó, đô bước qua đây luôn là đô dở quay. Đang bị chảy xăng thì em sẽ tiến hành là kiểm tra bình xăng, kiểm tra đạn bánh, viền thắng, viền đồ lại cho chủ xe, và làm cổ phuộc chẳng ba, nhông xích. Đó, những hạng mục nào chủ xe cần mình sẽ xử lý cho chủ xe. Gắn thêm một cặp bẩn mới cho CD. Này là mắt anh da băng nha các bạn, đúng bẩn zin đó. Và một cặp bô móc. Đó. Một cái ba ga. Đó, và một cặp bao tay theo xe cho chủ xe. Xúc bình xăng con và canh lại bình xăng con cho chiếc xe này. Nó không bị chảy xăng các bạn, bộ chế này là chưa bộ chế các bạn, là đã hoàn thiện hết. Bô nghe rất là hay. Bô này thì chủ xe mua sẵn, em gắn nhưng mà phải sửa lại các bạn, bởi vì chủ xe mua nó bị tẹt cơ không đúng đời vậy lắm.